Nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, mới đây Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã thông báo một số nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2022. Với mức hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh, nhưng không quá 50 triệu đồng một hợp đồng một năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng một hợp đồng một năm đối với doanh nghiệp vừa. Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng một năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, không quá 50 triệu đồng một năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng một năm đối với doanh nghiệp vừa cùng nhiều chính sách hỗ trợ khác.